Ok, mọi người thì bây giờ cái xe của mình bị cổ này. Chắc bây giờ mình sẽ đi thay cái chén cổ mới hoặc là đi sửa gì đó. Chứ đi nó cứ kêu cạch 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 khó chịu quá. Mình tháo ra trước đi để đỡ lên trên kia người ta tháo, với lại người ta tháo là gọi là không có vừa ý mình lắm, nên là mình dắt xe đi. Rồi. Phải nổ máy cho nó gọi là ổn định để khi đi, để khi mà xe mình đi nó được mượt mà hơn á. À, các bạn, do mình để lâu mình không đi phải cho nó bơm nhớt lên. Quên kỹ yên. Ok, giờ yên lúc này thôi. Quên lại yên đóng mất rồi. Ok. Đi thôi. Cái cổ nó kêu quá. Mình đi qua mấy cái gờ, mấy cái nấc á. Nó cứ cạch 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 mình không thích. Bây giờ mình sẽ đi. Anh coi thay em chén cổ. Thay chén cổ bị sao? Nó cứ kêu á. Kêu sao em? Tức là đi qua gờ hoặc là mình bóp tháng trước á là nó cứ kêu cạch 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 cạch. Trước đóng cho một lần rồi. Có đâu, vẫn lòng zin chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
one to ten. I'll be back when you begin. My music can carry my dreams. Oh, I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. Oh, I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I know. Đi qua mấy cái gờ cạnh chịu hay luôn một bạn. Giờ thay mới vô có sao mà tháo thay này là ý nói là bây giờ tháo thay là đúng chứ để đi ngồi lâu nó phá hư cái gì cổ rồi nó khỏi chạy luôn. Cái đây nó cũng có hạn sử dụng hết đến cái ngưỡng là phải thay nha. Đeo cái xe mình mà sử dụng ở cái môi trường nào đó chứ xấu nó khác đúng không? Xe này mua đi làm chứ mấy chứ cũng có chạy chiếc đâu lâu lâu về nhà mà đi nó không có vừa ý mình cũng có thích xong rồi xong rồi cuối cùng thì cũng xong.